được xây dựng trên đất nông nghiệp luật mới quy định phần trăm rồi mà đây là bình luận của bạn thanh dương 34 khi tài nói về xử phạt hành vi xây dựng trái phép lấn chiếm đất theo nghị định 123 thực tế thì nhiều trường hợp vẫn xây nhà trên đất nông nghiệp mua đi bán lại bằng đủ hình thức nhưng đều là trái quy định pháp luật phải sử dụng đất đúng mục đích là quy định từ luật 1993 tới nay không thay đổi nên kể cả luật 2024 cũng không có chuyện là cho phép xây dựng trên đất nông nghiệp theo tỷ lệ phần trăm bạn đang nhầm lẫn hoặc là nghe chuyên gia mạng giật tít sai lệch dần tới là hiểu nhầm theo quy định hiện nay thì bạn chỉ có thể xây dựng công trình trên đất đất nông nghiệp. Một là khi bạn hoàn thiện được thủ tục sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích theo điều 99 nghị định 102. Hai là bạn có đủ 52 đất lúa để được xây một công trình một tầng vài chục mét vuông theo điều 9 nghị định 112 năm 2024 của chính phủ. Ba là bạn có dự án đầu tư để thực hiện mô hình kinh tế trang trại theo nghị quyết và các nghị định của chính phủ. Tất nhiên là phải được sự đồng ý phê duyệt của cơ quan nhà nước. Cách tốt nhất vẫn là chuyển đổi sang đất ở để rồi xây nhà. Đừng nghe chuyên gia mạng hãy tìm hiểu kỹ quy định trước khi có ý định xây dựng trái phép bị phạt nặng hoặc là tháo dỡ đó là hậu quả mà bạn phải gánh nếu làm trái quy định bạn nhé